Em xin trân trọng kính chào quý vị khán giả và các cô chú bác thân mến, cũng như các bạn thân mến nha. Hôm nay là ngày tháng 8, ngày 15 Tây, tháng 8 ngày 15 Tây năm 2023. Hôm nay cũng là ngày thứ 3 luôn các bạn. Hôm nay là ngày thứ 3 rồi, công nhận thời gian qua mau quá ha. Thì nửa tháng vượt, chúng ta đã đi hết nửa tháng 8 rồi đó. Hiện tại thì em đang đi lên phi trường Los Angeles, phi trường LAX đó các bạn. Cũng như là đầu tiên em mời quý vị khán giả một miếng cà phê nha. Em xin mời. Đã quá. Hôm nay các bạn biết là ngày gì hay không? 15 tây tháng 8 chính là ngày sinh nhật của anh Chí Tài. Đáng lẽ là hôm nay em đi chạy qua thăm anh, mua bông cho anh Chí Tài cho trong đó xong quay clip cho các bạn luôn, nhưng mà không có kịp giờ để qua đó, cho nên có lẽ là chiều em sẽ đi về, em sẽ ghé sau, chứ bây giờ thì em đi không có kịp rồi các bạn, có thể chiều em lên sau. Đáng lẽ là dự định là đi quay cái clip xong rồi chạy ra mở Chí Tài cho các bạn, quay cho các bạn xem thơ sơ luôn, nhưng mà không có kịp giờ vì có một cái công việc rất là bất tử đã xảy ra, bất chợt xảy ra, cho nên không có biết trước, nên em phải đi có cái công việc thôi. Thì thôi các bạn thông cảm nha. Một lần nữa, hôm nay là ngày sinh nhật của anh Chí Tài, ngày tháng 8 ngày 15 tây đó các bạn. Thì tới chiều em về tới đây thì em sẽ tranh thủ, tại vì em có chuyến đi San Diego đó các bạn, cho nên đi xa lắm, nên chiều em về tranh thủ để mà tới đó để mà mua bông tặng cho anh một cái. Bây giờ bắt đầu kẹt xe rồi đó, lên tới đây là chuẩn bị kẹt đi. Buổi sáng mình lên sư trường buổi sáng kẹt xe lắm các bạn, nhưng mà không biết trước được, thì cuộc gọi khẩn cấp mà các bạn, cho nên thôi giúp luôn. Thì hôm nay, hôm qua đó, sau khi mà ông Sạc Thành, mình trở lại cái chuyện của Hồng Loan nha các bạn. Sau khi mà cái ông Sạc Thành đã lên, ông Thành á, Thành Pháp á, ông kêu là Thành Pháp để cho nó dễ nghe, dễ thương chút, thấy không? Rồi kẹt xe cứng ngắc nữa rồi. Thì sau khi mà ông Sạc Thành lên trên nói rằng đó là nghệ sĩ không có ai đi cúng điếu, và nghệ sĩ đi hoa, chứ mà ổng có nói cái câu rằng nghệ sĩ không có đi tại vì sợ người ta ăn, người ta sợ người ta ăn mất, không có cúng điếu nên sợ người ta ăn mất các bạn. Cho nên trong cái hội nhóm đã lập ra một cái danh sách, coi đây bây giờ điều tra coi nghệ sĩ nào nói cái câu đó. Chà, khi mà điều tra được chắc nghệ sĩ này bị chảy tẩy chai quá đi. Nhưng mà chắc em nghĩ là nghệ sĩ không nói câu đó đâu, nhưng mà nhiều khi ổng bị ra ổng nói như vậy đó các bạn. Chứ cái đó là theo cái lời suy nghĩ của ổng thôi, chứ chưa chắc gì nghệ sĩ người ta nói như vậy. Nhưng bây giờ trong một nhóm đang âm thầm thống kê ra, coi điều tra coi những nghệ sĩ nào đi trong cái đám tang lễ đó đó. Hình như truy cũng được 100 mấy, gần 200 nghệ sĩ đi rồi. Thì tìm hiểu coi ai là người nói câu đó, nhưng mà chắc có lẽ là nghệ sĩ không có nói đâu, mà là cái tự mà ông Thành này đây, ông tự phát ngôn, ông tự suy diễn, ông tự suy nghĩ ra là người ta nói thôi, chứ chưa chắc gì có. Thì để mình xem sự việc như thế nào, coi như thế nào nha các bạn. Và trong khi đó thì Hồng Loan vẫn tiếp tục lên thông báo rằng là kêu gọi mọi người giúp đỡ để mà điền vào cái thông tin. Thì trong khi đó thì Hồng Loan có nói rằng đó là các bạn là phải dùng cái thông tin này đó để là cho mình biết về cái thông tin tổng cộng số tiền bao nhiêu thôi, chứ không phải là đưa ra pháp lý. Cho nên có nhiều người người ta đã làm những cái video clip đó đưa ra để mà kiện, nhưng mà thực tế là chưa có dùng tới cái, Hồng Loan chưa có biết là dùng tới cái pháp lý gì cả. Thì Hồng Loan có đăng một cái bài đó rất là dài, nhưng mà đang kẹt xe không biết có đọc ra được không, để em đọc cho các bạn luôn ha. Đang kẹt xe chắc là không sao, tại vì khi mà không có kẹt xe đó thì mình có thể mình đọc được, còn mà kẹt xe đó là mình phải không có kẹt xe thì mình không có đọc được, mà kẹt xe thì mình phải tập vừa nhìn vừa ấy được. Thì để hên xui nha các bạn.
Thì nếu như các bạn mà thấy cái gì đó thì các bạn có thể đi vào trong cái Facebook của Hồng Loan, có thể xem những cái điều lệ đó nha các bạn. Thì em xin đọc cái bài của Hồng Loan chia sẻ như sau. Con chào cô, chú, bác, anh, chị. Hôm nay ngày 15 tháng 8 năm 2023, con đăng thông tin này một lần nữa. Kính mong mọi người rõ hỗ trợ con thu thập thông tin phúng điếu. Trời ơi, vừa chạy mà vừa nhìn cái kỹ này nó hơi đằng trước đó, nó có cái tông xe cho nên bị kẹt xe bên được cái bên mà hướng đi lên đó, các bạn đi ngược về đó thì họ bị tông đằng có kìa. Ở đây mình có thể nhìn thấy được. Thì Hồng Loan mong mọi người hãy hỗ trợ nha các bạn. Thì con có vài thông tin cần chia sẻ đến mọi người như sau. Việc con phải thu thập thông tin từ người ta là con không muốn mình phải làm nếu như cô Sáu và Hồng Phượng không sao kê. Tại vì Hồng Loan đã yêu cầu bà Sáu sao kê cho nên không, mà bên kia không có chịu sao kê đó các bạn. Bây giờ sắp sửa hết kẹt xe rồi, không có đọc được các bạn, vừa lấy xe vừa không đọc, tại bên kia nó tông cho nên nó hơi kẹt xe. Trời ơi, 45 phút nữa lên tới hả, 45 phút là hơi kẹt đó. Đây nè các bạn, ở đây nó đang sửa bên đó 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 đó, chạy ngang qua rồi đó 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 đó, thấy chưa. Bây giờ bên này nó thoáng nhưng mà tới lên trên kia nữa là nó sẽ kẹt xe tiếp tục. Thôi bây giờ không có đọc được cái bài của Hồng Loan, nguy hiểm lắm các bạn, vừa chạy xe mà vừa đọc đó, nó rất là nguy hiểm. Cho nên các bạn đó, bây giờ kẹt tiếp rồi nè các bạn, thấy không, các bạn thông cảm nha. Khi nào mà nó kẹt mà nó nhích từ từ luôn á thì em sẽ ấy cho các bạn. Thì nói chung có hai cái thông tin là Hồng Loan muốn đính chính đưa ra rằng đó, là theo những gì em nhớ là Hồng Loan hiện tại trên mạng có những cái thông tin nói rằng là Hồng Loan yêu cầu những cái đó để mà đưa ra pháp lý để mà để kiện, nhưng mà thực sự ra là Hồng Loan chưa có biện pháp gì để mà về cái pháp lý cả. Chỉ muốn coi cái tổng cộng số tiền nó như thế nào rồi mới đưa ra thôi. Và có một cái những cái tin mật như thế này nữa các bạn, về cái tiền phóng điếu đây. Trong nhóm em có đọc được, trong nhóm không biết nhóm nào, quên rồi, nhóm nào ta, đọc nhiều nhóm quá không có biết. Thì có một cái phần, có một người, người ta đăng bài rằng, nói rằng cái tiền cái mộ của anh Vũ Linh chỉ có đặt cọc 20 triệu thôi rồi sau đó không có trả. Nhưng mà theo những cái thông tin người ta nói rằng đó, chẳng hạn như cái thông tin mà kỳ rồi em có đưa cho bạn, các bạn nghe cái đoạn ghi âm đó, thì cái thông tin nói rằng đó là chỉ đặt cọc có 20 triệu còn sau đó không có trả. Nhưng mà cũng có một số người khác nói rằng anh chị em nghệ sĩ trong đó, những người nào mà có tiếng tăm gì đó đi vào trong đó đều được miễn phí trong cái khu viện đó đó các bạn. Trong nhóm đăng là như vậy. Cho nên nếu như mà cái mộ này mà là 500 triệu theo lời người ta nói đó, như vậy thì nếu như có 20 triệu bỏ ra vì những cái số tiền kia còn lại thì chắc chắn là bị mất rồi, phải không? Và có thể có khả năng rất cao. Và trong nhóm luôn em đã thấy được có người nói rằng là bà Ni này, bà đã tìm yêu cầu bên Hoa Viên đưa cái giấy tờ mà hợp đồng của Hoa Viên và bà Hồng Phượng về cái tiền này, coi cái mạng mồ mã coi tiền như thế nào đó, nhưng mà bên kia nói là bị mất rồi. Thì cái đó là theo lời của người ta đưa ra như vậy thôi, chứ em chưa có nghe được thông tin mà chính xác từ bên chính chủ. Thì không biết thật hư nó như thế nào, nhưng mà mình nghe những cái đó thì cũng có thể có lý, và cũng có thể là họ đã đoán được một phần nào đó, là cho nên họ mới yêu cầu mọi người sao kê ra, thống kê ra để coi, đưa cái thông tin nộp cho Hồng Loan để coi, và cái thông tin này đều được bảo mật hết nha. Và để coi thử coi hò quá, uống miếng nước. Thì yêu cầu để đưa ra thử coi có phật có số tiền nó có trên lệnh như thế nào hay không. Mà thật sự ra nếu như mà bên kia có hai đọc cọc có 20 triệu hoặc là bán chỉ có 20 triệu thôi đó, thì như vậy là cái số tiền khủng đó ai đã ăn. Và cái vấn đề thứ hai nữa, các bạn nhớ cái ngày mà phỏng họp báo của Hồng Phượng hay không? Hồng Phượng, chính Hồng Phượng nói ra Hồng Phượng là vô gia cư, nay đây mốt nọ
nay đây mốt nọ không có chỗ ở chính xác định, và không có ý là không có tiền. Nếu mà không có tiền như vậy, tiền vốn mua bánh trung thu bán ở đâu ra? Ý nó không có tiền là tức là tôi không có tiền tỷ thôi, nhưng mà tiền hàng trăm triệu tôi có, phải không? Vì cái vốn liếu mà bán bánh trung thu đó ai cho mượn, ở đâu mà ra, ai là người tài trợ? Tại vì mình rõ ràng mình nói là mình là người vô gia cư mà. Nhưng mà thật sự ra nếu như mà cái tiền mà trên mộ đó mà dùng cái đó mà để mua bánh trung thu để buôn bán đó, thì các bạn nghĩ sao? Cái đó là mình suy diễn thôi nha các bạn, chứ không phải là xác thật nha. Mình suy đoán thôi, giống như người ta viết lên những cái bài kịch gì đó, viết lên những cái cốt truyện phim gì đó để cho mình nghe, mình cho mình đọc thôi. Như vậy thì tiền đâu ra để mà mua những cái chiếc bánh trung thu đó các bạn, để mà bán? Không lẽ bây giờ mình cứ lấy vài cái đi, cái người nào đặt cái mình chạy kia mình lấy tiền bên đây trước, còn chạy tới kia mình lấy mình giao, có vụ đó không? Bên Mỹ có làm ăn có lộ vụ đó nha bạn. Không cần phải có hàng trong tay, chụp cái tấm hình đăng lên, tôi đang có này nha, rồi ai mua phải không, ok chốt đơn, chạy tới kia lấy giao, đơn giản vậy thôi, không cần bỏ vốn. Đó là một trong những cách làm ăn nha các bạn. Còn bên Hồng Loan thì hình như là có mua lại. Bên Hồng Loan có mua lại. Thấy để thùng đó các bạn, để gỡ cho khách mà. Thì cái vấn đề là ở chỗ đó, bả chính miệng bả nói đó là bả là vô gia cư mà bả lại có tiền để mua bánh trung thu. Cái đó mới hay chứ bạn, giờ có tiền để quay MV nữa. Hơi buồn ngủ thôi kìa, phải không? Hơi buồn ngủ các bạn thông cảm nha. Thì và cái vấn đề thứ hai, mà có tiền mới đi quay MV. Một cái MV ở bên Việt Nam đó là không phải 1-2 triệu đâu các bạn. Tùy theo ekip bao nhiêu người, là mình phải mướn người phối nhạc nè. Mình phải đi phối nhạc, mình phải đi mướn người quay phim, mà có đạo diễn nữa. Chắc có lẽ có người tài trợ. Có thể có người tài trợ cái tiền MV. Nhưng nếu như mình tự bỏ tiền ra mình mướn người này mướn người nọ đó thì tiền không nha các bạn. Một bài MV đó có thể tốn cả hàng chục triệu á, chứ không phải ít đâu. Nếu như mà mình ra ngoài đó, cả chục triệu trở lên đó các bạn. Nhưng mà vô gia cư mà sao mà giàu quá. Vô gia cư hình như xài iPhone thì phải. Em cũng vô gia cư nè, em xài iPhone 14 nè các bạn. iPhone 15 tháng sau nó ra rồi. Thấy không? Nói nãy giờ chứ cũng hơi đói bụng rồi. Đây nè các bạn. Đây là rong biển nha các bạn. Cho em xin một miếng rong biển nha. Lâu quá rồi em chưa có ăn cho các bạn thưởng thức rong biển này, y hệt như cái rong biển mà giống như bà Loan á, bà bán á các bạn, Loan ăn vặt công chúa đó, người ta gặt là ông vặt ăn vặt công chúa vậy đó. Đây nè, đó, thấy chưa, rong biển này đó ăn vô là ghiền nha các bạn, nhưng mà hiện tại thì ăn trước đi tính nha. Đói bụng quá, lâu quá. Các bạn biết thiếu ai bên cạnh không? Thiếu anh Kim Tiểu Long. Có anh Kim Tiểu Long bên cạnh là ngồi ăn chung mới vui. Ăn xong bắt anh hát. Thông cảm nha bạn, đói quá. Bên Hồng Loan có bán cái này nha các bạn. Các bạn có thể liên lạc cho bên Hồng Loan để mà mua cái này nha. Ngon. Cái này á, ăn chay được, ăn mặn được, mà tẩm bổ nữa. Có rất là nhiều hạt kẹp trong đây, chặt hẹp trong đây các bạn. Ngon lắm. Một bịch này á, là nửa ký. Bên Mỹ thì bán có 20 đô thôi các bạn. Anh Kim Tử Long anh bán có 20 đô thôi. Tại cái tiền mà từ Việt Nam gỡ qua mắc lắm. Cái này á là từ Việt Nam gỡ qua, chứ không phải là sản xuất ở Mỹ nha các bạn. Ngon lắm.
các bạn bên Việt Nam muốn thử cái món này của Hồng Loan á thì cứ mua ăn thử. Hình như 200-300 ngàn gì đó, em quên rồi, không nhớ giá. Số 1. Cho em uống miếng cà phê nha. Đã quá. Sáng sớm các bạn biết gì không? Đi á, thằng ghét như là đi sáng sớm. Đi lên á, nó rất là kẹt xe. Kẹt dữ lắm. Thì đó là Hồng Loan bán những cái thứ mà ăn giặt đó các bạn. Thì bây giờ sẵn kẹt xe để coi em có đọc được cái gì thì em đọc cho các bạn nha. Trước khi xảy ra mâu thuẫn, con đề nghị cô Sáu và Hồng Phượng đã không đáp ứng. Tức là trước khi xảy ra mâu thuẫn đó là Hồng Loan đã yêu cầu Hồng Phượng và cô Sáu để sao kê, nhưng mà cuối cùng không có, đúng không? Không rồi, cái phần thứ hai, trời ơi, hết kẹt xe nữa rồi, chạy xe tiếp, khi nào nó kẹt em mới đọc được nha các bạn. Còn bây giờ chạy là phải lo chạy chứ, nhìn rất là nguy hiểm lắm. Cái những thông tin mà các bạn cung cấp cho Hồng Loan đó sẽ được bảo mật, cho nên không có bị lộ ra ngoài, thì các bạn cứ yên tâm về cái chuyện đó. Thì bây giờ mình trở lại cái chuyện mà ông Sạc Thành ông nói đó, là nghệ sĩ á, là không ai đi cốt điếu, thì làm sao không biết được, làm sao không biết được cái chuyện đó, người ta đi điếu hay không nên người ta báo chồng, ơ anh Thành ơi, tôi không có đi điếu đâu nha, anh Thành ơi, tôi không có đi điếu đâu nha, anh Thành ơi, tôi không có đi điếu đâu nha. Đi báo cho ông hả bác ạ? Đi báo trong thành pháp hả? Không đi điếu đi báo cho sao? Cái đó thì mình là suy nghĩ thôi. Mà mình suy nghĩ, mình phát ngôn ra cái câu đó đó, thì nó sẽ hại tới rất là nhiều người, tai hại tới những nghệ sĩ, và mang tiếng những người nghệ sĩ nữa các bạn, mang tiếng cho họ nữa. Tại nhiều khi á, tự ổng phát quy ra cái câu đó, chứ không phải nghệ sĩ người ta nói thì sao mà đâu biết được, đúng không? Để mà trốn tránh cái trách nhiệm thôi, chuyện bình thường. Và sau đó cái gì vậy, tiếng gì vậy ta? Và sau đó các bạn biết gì không, má tư lên nói lại rồi má tư nói lại, rồi xong ông Thành cũng lên nói lại nữa, hai bên đấu qua đấu lại, rồi cuối cùng thì không biết giờ xảy ra như thế nào, em đang lấy xe không có coi được. Các bạn thông cảm nha, thôi bây giờ mình kể chuyện cho các bạn nghe nha, chứ bây giờ lái xe để không có đọc được những cái thông tin cho các bạn xem. Thì mình chia sẻ về cái vấn đề khác ha. Để coi anh Chí Tài đó, là ngày nay là sinh nhật của ảnh, cho nên khi mà ảnh mất đi rồi đó, có rất là nhiều người vẫn còn thương nhớ đến ảnh nha các bạn. Đáng lẽ là có những cái đoạn video đó, nhưng mà hôm nay thì không có đủ đó các bạn. Để em coi mình nói cái gì đây nha. Thì giờ hiện tại đó là ở bên Hawaii các bạn, cái vụ cháy bên Hawaii thì các bạn cũng biết rồi phải không? Có nhiều bạn cũng đã coi những cái video trên mạng. Thì hiện tại bây giờ đó, em mới vừa xem đó, là có khoảng đâu 99 người đã thiệt mạng trong cái vụ cháy ở Maui đó các bạn. Thì thiên tai mà, cho nên các bạn cũng thấy đó, đời nó rất là vô thường. Hôm nay mình sống ở khu này tự tại, mình an nhiên, mình vui vẻ, chưa chắc gì là mình đang vui vẻ thật sự. Bất cứ chuyện gì nó cũng có thể xảy ra đột ngột lắm. Chẳng hạn như cái vụ cháy ở Maui, gia đình đi chơi, tắm biển, đi Hawaii, đi du lịch, nhưng không ngờ là một cái thảm họa. Em nhìn một cái đoạn video trong đó đó các bạn, mà tàn sát lắm kìa. Sau khi cái cơn cháy người ta tới quay, nhìn giống như một cái bình địa luôn, cái đảo đó luôn vậy đó.
thấy thương lắm. Cho nên mình sống, mình không biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Cuộc đời này nhiều thứ lắm, mình không thể nào mình ngờ trước được. Nhất là mình không có thể nào mình ngờ được là cái sự vô thường, mình không ngờ được. Và cái sự thứ hai, đó chính là lòng của con người. Có nhiều người, người ta đến với ta, có một số người, người ta đến với chúng ta là vì người ta yêu thương mình, người ta đến. Và cũng có một số người ta đến với chúng ta có một cái sự lợi dụng, có một cái sự đích gì đó để cho họ đạt được một cái tâm nguyện của họ. Cho nên cuộc đời này cái gì cũng khó. Cái thứ nhất là vô thường, mình không thể nào lừa trước. Cái thứ hai là lòng người, mình không thể nào đo được. Hai cái đó thôi đủ cho chúng ta mệt rồi. Nhưng không có ai hiểu được là cái cuộc đời này đây nó trôi qua nhanh lắm. Các cô chú bác á, có bao giờ mà mình nhìn lại mới năm nào mình mới 18 tuổi, mình mới đi học xong, mình biết yêu đương, mình đi hẹn hò, và bây giờ nhìn lại mình đã 60 tuổi. Lẹ không? Lẹ sao không lẹ? Mới năm nào 18, 20 tuổi thì giờ 60 tức là 40 năm trôi qua. Rất là nhanh. Đúng không? Cho nên cái chuyện gì cũng vậy. Mình phải sống, mình không thẹn với lòng, không uổng với cái cuộc sống của mình, không uổng với cái công sức mà cha mẹ đã nuôi nấng ta lớn lên người. Khi mình nhắc tới cha mẹ thì mới thấy được rằng là Hồng Loan thiếu mẹ như thế nào. Mắc cười lắm. Em có thấy những cái đoạn video có người ta phỏng vấn mẹ của Hồng Loan mà phan đã. Thật sự ra nếu như mà Hồng Loan có mẹ, đó là một cái chuyện rất là tốt, rất là vui mừng, đúng không? Nhưng tại sao mà mẹ của Hồng Loan không chính thức tới nhà Đoàn Thị Điểm, số 5 Đoàn Thị Điểm để mà tìm Hồng Loan, mà lại đi lên kênh người này, kênh người kia, kênh người nọ để mà chia sẻ chẳng hạn? Cái đó là không có đúng. Cái đó là có gì đó nó sai sai. Tuy rằng người ta, cái người đó lên chia sẻ, người ta yêu thương Hồng Loan thật sự, nhưng mình làm như vậy để làm cái gì? Nếu như người mẹ thực sự, trời, có người còn đồn là mẹ đã chết nữa. Rồi có người còn đồn rằng là sợ uy tín này nọ sao không tới. Cái đó là sai rồi. Tình mẹ vô bờ bến, tình mẹ thiêng liêng lắm. Khi mà người mẹ mà biết con mình ở đâu, bất cứ giá nào cũng đi tìm, cũng đi tìm. Em kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện, câu chuyện có thật. Năm xưa, thôi nói đại đi, là câu chuyện của em đi, câu chuyện của em nha. Năm xưa ngay cái bệnh viện Từ Dũ, em sinh ra Từ Dũ mà các bạn. Lúc đó mẹ của em, các bạn biết cái thờ thập niên 70 mấy 80, mình làm gì? Đi siêu âm, sanh con trai để con trai, sanh con gái để con gái, chứ không có siêu âm. Không biết cái thờ đó có cái kỹ thuật siêu âm chưa, nhưng không có siêu âm. Cho nên trong bụng mình không biết được là trai hay gái. Nhưng mà những người mà những người mà có nói là trải nghiệm đời, kinh nghiệm đời đó, họ nhìn vào họ biết có thể cái bụng, họ cái bụng, nhờ họ nhìn cái bụng á, họ có thể biết được con trai hay con gái đó. Thì lúc đó mẹ của em mới sinh ra một đứa bé, đứa bé đó chính là con gái chứ không phải chính là em. Thì các bạn biết gì không, lúc mà sanh ra không biết vì lý do ra chậm quá, lâu quá hay gì đó, thì đứa bé bị ngợp, sanh ra chết. Lúc đó thì mẹ thì ngất xỉu. Cái thờ đó đó đâu có thuốc chích để mà giảm đau hay gì đâu các bạn, mình cứ sanh tự nhiên rất là đau. Cho nên cái ngày mà con chào đời là cái ngày hạnh phúc nhất của người cha, là cũng cái ngày đau đớn nhất của người mẹ để mà sanh con ra. Cho nên lúc đó đứa bé mà mẹ em sanh ra đó bị chết, mà mẹ em thì ngất xỉu. Thì ba của em và bà ngoại sợ mẹ buồn, sợ mẹ khóc, sợ mẹ lo. Lúc đó mới chạy vào cái phòng sanh đẻ kế bên để mà sinh một đứa bé. Đứa bé bị bỏ, thời điểm
bây giờ bệnh viện người ta bỏ những đứa bé nhiều lắm các bạn, mới đem cái đứa bé đó đó đi vào thay thế cái đứa bé mà bị mất, thì để cho mẹ được vui. Thì cái đứa bé được thay thế đó đó chính là em. Cái câu chuyện này đã xảy ra mấy chục năm về trước rồi, nhưng sau này thì em mới nghe những nhân chứng kể lại cho em, tức là những người nhà đó các bạn kể lại cho em nghe là như vậy. Khi mà mình nghe được những cái cốt truyện đó đó, mình đau lòng lắm. Mình mới cảm giác như thế này: trời ơi, người nhà mấy chục năm mình cứ nghĩ là máu mủ ruột thịt của mình, ai ngờ đâu mình là đứa trẻ mồ côi, không biết cha, không biết mẹ, không biết người thân của mình là ai. Lúc đó đau lắm, cảm giác đó rất là đau. Cho nên lúc mà Hồng Phượng nói Hồng Loan là con nuôi hay con ruột gì đó, tự nhiên khơi lên cái vụ con nuôi, thì cảm giác của Hồng Loan lúc đó đau đớn như thế nào, y hệt như cảm giác của em lúc mà em nhận ra là người nhà của em, người máu mủ ruột thịt của em không phải là ruột thịt của em. Lúc đó mình đau lắm, đau lắm các bạn. Cái câu chuyện này là có thật đó nha, có thật. Cho nên các bạn cũng thấy đó, kẹt xe, chụp tấm hình kẹt xe cái gửi qua cho anh coi anh cái. Thì cái cảm giác đau đớn đó đó, nó như thế nào? Chỉ có người trong cuộc mới biết được cái cảm giác đó thôi. Cho nên bây giờ đi, thí dụ như có người nào đó nói rằng, lên nhận rằng, ô, tôi là mẹ của con Lộc nè. Mình cũng thắc mắc, ủa làm sao biết cái bữa đó là mẹ của mình? Làm sao biết được, đúng không? Cho nên thí dụ như mà còn mẹ ruột đi nữa, thì đó là một cái chuyện rất là vui, rất là vui. Nhưng phải nên kiếm thẳng, nếu như thật sự là mẹ, hãy nên kiếm thẳng Hồng Loan, chứ đừng có lên kênh YouTube này, kênh YouTube nọ, nói này nói nọ, không có chính xác. Anh Vũ Linh, anh rất là kín tiếng, anh rất kín tiếng, chuyện gì anh cũng giấu. Thậm chí con gái của anh cũng giấu trên cộng đồng mạng mà. Anh chỉ nói là anh có một sống chung với một người con gái thôi, chứ anh đâu có chơi Facebook, anh đâu có công khai gì đâu các bạn. Cho đến khi mà ngày tang lễ, giờ báo chí mới nói là Vũ Linh có một đứa con gái tới. Giờ người ta lúc đầu người ta đổ thừa là con này là vô thừa nhận nữa, nó là con nhỏ, nó vô nó thừa nhận là con Vũ Linh này, nó cũng bị đồn, đồn bậy. Cho nên các bạn thấy đó, cuộc sống này đây, cuộc đời này đây, mình phải xem cái tình người trên hết. Đồng tiền, đồng tiền tuy nó quan trọng, nhưng quan trọng hơn nữa đó là tình con người. Vì chúng ta không phải thú vật đâu các bạn, thú vật thì còn lạnh lùng với nhau, mà chúng ta là còn là con người với nhau. Cho nên chuyện gì bỏ qua được thì bỏ qua, tha thứ được thì tha thứ. Vì mỗi người chúng ta chỉ có một lần để sống, không có lần thứ hai, cũng không có lần thứ ba. Mình có kiếp này, chưa chắc gì mình có kiếp sau. Hãy yêu nhau khi ta còn có thể trong cái kiếp này đi các bạn, đừng có đợi tới kiếp sau. Cho nên bà Sáu, nếu như một người có tình, có nghĩa, thì bà sẽ không bao giờ đứng ra tranh chấp với lại Hồng Loan. Tại vì bà phải biết thân phận của bà đã đánh mất đi căn nhà từ đường, đã đánh mất đi 1.000 lượng vàng của anh của mình. Nhưng bà không thỏa thẹn với lòng, bà vẫn không biết
cái gì cả. Bà không biết hối lỗi, bà không biết sám hối, mà bà lại tiếp tục hại đến con của anh Vũ Linh. Bây giờ không biết Hồng Loan tốt hay xấu, nhưng mà trước mắt là Hồng Loan được thừa hưởng cái gia tài của cha mình để lại, không cần biết con ruột, con nuôi, miễn sao con trên giấy tờ hợp pháp. Giấy tờ hợp pháp thì rõ ràng mình được hưởng cái gia tài đó thôi. Các bạn đồng ý hay không? Cái cuộc đời này hãy suy nghĩ lại đi, mình được bao nhiêu lâu đâu. Chẳng hạn như có một chú, ngày hôm qua là ngày cúng gì ở trên mộ của anh Vũ Linh đó, thì rất là đông người tớ cúng. Và có một người nào đó tên là hình như là chị Linh ở bên Úc hay bên đâu đó, đã tài trợ những cái bàn ăn chay. Thì em nghe như vậy thôi, không biết có chính xác hay không. Và có một chú từ Đồng Tháp là như đỡ gần là Đồng Tháp vắng bóng hồng, Đồng Tháp vắng bóng hồng, vắng tên em vậy đó. Có cái bài nhạc Đồng Tháp vắng bóng hồng đó các bạn. Thì chú nói rằng giáp danh với Campuchia gì đó, thì em không có rõ địa thế bên Việt Nam. Nhưng chú nói rất là tội. Chú nói chú không có tiền từ đó mà lên tới đây, cho nên phải xin con cháu mỗi người chút ít, lươm lại được vài triệu để mà đi lên đó thắp cho anh Vũ Linh một cây nhang trong cái ngày cúng, không biết ngày đó cúng gì nữa. Thì nghe rất là xót xa, nghe rất là tội. Cho nên cái cuộc đời này, ngoài cái lòng tiền ra, còn có cái tình nghĩa của một con người, tình nghĩa của đồng loại nữa các bạn. Cho nên bà Sáu không biết có được cái tình nghĩa đó hay không. Mình phải nghĩ như thế này: nếu như mình là người tốt, mình nói chết rồi, năm xưa mình đã ăn của anh mình biết bao nhiêu tiền, mình báo hại anh mình hơn 20 năm, tại sao bây giờ mình lại không có tha cho con bé? Mà trong khi đó lúc con bé hồi nhỏ, mình đã từng đút cơm cho nó ăn, bồng bế nó, mà tại sao bây giờ lại tranh giành với nó? Các bạn thấy cuộc đời chưa? Cuộc đời nó là như vậy đó. Vì cái đồng tiền. Có nhiều người hay nói chuyện đạo đức, đạo nghĩa, nhưng mà lại không có làm được cái theo cái lời nói của mình. Chỉ biết nói không à? Biết nói không, không có làm được gì cả. Cho nên trên thế gian này mới có những cái đạo ra đời, có đạo ra đời, và có những cái tù để làm gì? Để nhốt những kẻ xấu, để cho họ ăn năn hối cải. Nhưng không biết họ có hối cải hay không, họ có ăn năn hay không. Chắc mai mốt phải làm thêm một cái tù ăn năn nữa quá các bạn, cái tù sám hối đó. Hả? Là cái tù đó đó là để cho những người làm sai về đạo luật của con người, chứ không phải vi phạm pháp luật. Phải làm riêng một cái tù là tù sám hối, tù sám hối mới được. Như vậy nó sẽ hay hơn, đúng không? Em cũng sắp sửa vào tới phi trường rồi. Nãy giờ đi kẹt xe quá trời luôn. Các bạn thấy á, lúc nào cũng phải nhớ nha các bạn, tình nghĩa là trên hết. Cái tình phải đi trước cái đồng tiền, đừng để đồng tiền đi trước cái tình nghĩa. Máu mủ khi mà mất rồi thì không có tìm lại máu mủ thứ hai. Bạn bè mất thì mình có thể có bạn khác, nhưng những cái gì mà ruột thịt máu mủ của mình mất rồi thì mình sẽ không bao giờ tìm được lần thứ hai. Thôi em xin chấm dứt đây, em đã vào tới, sắp sửa vào chơi trong phi trường rồi. Em đi vào cho một freeway 105 đây các bạn, để chờ chuẩn bị. Bây giờ kẹt xe đó. Thôi em chúc các bạn một ngày thật là đồng ấm bên gia đình của mình. Bên đây là ngày thứ 3, chúc các bạn tất cả bên Mỹ ngày thứ 3 thật là hạnh phúc, tràn đầy năng lượng. Và một ngày thứ 4 bên Việt Nam an lành và hạnh phúc. Và bên Úc, bên Canada, những bên khác, rất khán giả nói chung là năm châu khắp nơi luôn, được một ngày an lành nhé. Em xin hẹn các bạn vào ngày mai. Nhớ bấm subscribe, bấm share, bấm like, bình luận cho em biết. Và đặc biệt nhất là đăng ký để mà ủng hộ em nhé. Em xin hẹn các bạn vào ngày mai. Bye bye.